Chào tất cả các bạn, bây giờ mình sẽ rã cái con 78 mắm tôm này nha các bạn. Con 78 mắm tôm. Các bạn cần món nào các bạn liên hệ Zalo và gọi trực tiếp nha. Bây giờ mình sẽ quay kỹ, những anh em nào muốn lấy món nào thì liên hệ với mình. Đây, cặp bánh này các bạn. Cặp bánh đẹp nha các bạn. Chưa bị rỉ sét này nọ, có nhăm nhăm theo thời gian nhưng mà chưa có lủng mục gì nha, đùm rất là đẹp nè. Đó, giò gà thì không không niễn nha, nước sơn này, nước sơn dinh hết, không có dặm tốt và xước xước là hòm móc chút nè. Đó, bầu thử mình sẽ con cục máy rất là êm nha. Đó, đặc biệt là cái sương mù này nó còn sáng nha các bạn, nổ máy lên sương mù nó còn sáng nha. Đó, gáo đèn có chỉnh pha rất là đẹp nha. Cầm nè, công tắc xài ok hết, con này nó có cột cái cầm dây kẽm, đồng hồ chạy hết nha. Cái yên đẹp nhưng mà ở trên bị lủng lỗ một chút các bạn, này bị lủng lỗ một chút đây nha, để sắt. Đó, bình xăng đẹp nè, tất cả đều zin hết. Đó, ba gà chập đàn hậu zin nha. Đó, anh em coi kỹ. Đó, anh em muốn lấy lẻ cái món nào thì cứ nhắn tin trong Zalo, mình sẽ chụp hình trực tiếp cho các bạn coi nha. Đó, có giờ mình sẽ rã. Xin con này, con cử nè, càng vẫn kêu nha, càng thắng nè. Giờ đạp cục máy, nước sơn cục máy đẹp các bạn. Đó, cái bình này mình gắn thêm đó, lâu quá hết bình rồi. Cái cây bồ này gắn cho xe 78 cánh án 67 còn ngon. Ở phía dưới nó có hàng một đường phía dưới nha các bạn, dưới cái hàng đường dưới gấp nè. Đó, bánh xi nhan rất là đẹp nha các bạn, tem zin còn nè. Rồi, mình sẽ nổ máy nha, nổ máy không cần lên ga này các bạn. Cục máy rất là êm nha. Thấy chằng khu quấy luôn, khu quấy luôn rồi, hết xăng rồi. Đổ thêm miếng xăng nè. Ok, đã đổ thêm xăng. Đạp đó, không cần lên ga nha. Các bạn nghe cục máy rất là êm nha. Cục máy cực kỳ êm luôn nha các bạn. Đầu cam cò không kêu nha. Máy rất là mạnh. Đó, dành cho anh em là lấy nguyên một cục máy bình xăng con nè. Anh em có thể mua nguyên cục máy đây, hoặc mua nguyên cái đầu hoặc là bình xăng con nha. Thì mình sẽ bán theo thứ tự là cái cục máy trước rồi mới tới cái đầu rồi mới tới bình xăng con, lưu ý nha. Đây, mình sẽ bật cái đèn pha cho các bạn coi, cái đèn pha nó sáng nè, cái đèn sương mù nó sáng nữa nè, sương mù rồi đó, đèn sương mù sáng các bạn thấy vui chưa. Còi kêu nha, điện yếu rồi, xi nhan nè, ngang đầu. Máy nó hơi yếu mà. Đó, có còi nha. Phải rỉnh máy lớn còi nó mới kêu.
mình xương con ngon sạch sẽ, không chảy xăng gì nha, không chảy xăng nha, xăng thường là không chảy luôn nè, đó khô queo nè. Ok bây giờ mình sẽ rã nha. Rồi bây giờ mình sẽ rã em này, anh em lựa món giúp mình nha. Còn lại cặp bánh sao, anh em nào cần lấy cái nào liên hệ giúp mình nha, nhắn tin trong Zalo giúp mình cho các bạn. Bây giờ mình rã nên không quay trực tiếp được đó. Rồi ok bây giờ sẽ mở hộp sách ra nha. Cảm ơn chị Hấu nha. Bốn cái con ốc hộp xích nó không, nó giống như là xe 8186 cái thùng, cái lồng đầy của nó, cái lồng đầy của nó dính vô bên trong luôn, các bạn không mở ra được. Con này thì lồng đầy riêng, lồng đầy nó riêng. Nó cũng có ốc dài ốc ngắn, ốc này nó bằng sắt các bạn, đầu số 8. Là cái hộp xích nha. Rất là đẹp nha. Không bị chạy xước hay móc méo gì luôn. À, vệ sinh sạch sẽ, đánh bóng lại là lắng o. À, tối nay sẽ vệ sinh. Đấy. Lắng o nha. Đây là hộp xích. Ok. Còn đây là cặp phục nha. Đây. Cặp phục. Anh em đã chốt cặp phục. Vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta sẽ mở cái cốp nha. Khóa này là nó zin theo cái ổ khóa này luôn nha các bạn, zin theo ổ khóa. Cốt bên đây nó bị mẻ. Hàng lại nha, hàng đánh bóng lại. Hình như bên mình còn một cái cúc nguyên như vẫn còn cái. Vẫn còn một cái cốt như vậy mà còn nguyên nha.
Rồi, tiếp theo tới cái yên nha. Các bạn muốn lấy cái gì các bạn gọi điện nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Gọi điện nhắn tin Zalo giúp mình. Yên đế bằng sắt các bạn. Cái này à, giá lại nha. Giá lại. Gia dinh nè, gia dinh mốt dinh nè. Cục hít vẫn còn nha. Các bạn có nhu cầu lấy món nào nhắn tin trong Zalo với mình nha, gọi điện trực tiếp. Đó. Ok, đây là cái gì? Rồi, sau khi rút cái ống xăng ra rồi, rút ống xăng ra khỏi bình xăng con rồi, bây giờ đạp thử nổ không nè. Bắn nổ chưa không? Hai ống bình xăng con rút ra đầu nha. Bắn nổ chưa không? Nghĩa là đổ xăng vào bình xăng con á, nó không nổ á. Rồi, chắc thấy xăng rồi. Giờ tháo bà ra. Ok, đây là bộ cần là số các chân chung nghiêng vệ sinh sạch sẽ nên đẹp ra cái nấm cao su của người dân luôn, cô rớt cục máy thì phải mở bằng cá mở dây xích ra mới rớt cục máy được. Qua lăng nhôm nè. Rồi nào. Tháng 6 còn 48 triệu chưa giấy, 55 triệu 3 triệu được. Dạ.
Ok. Chim chui rồi chúng ta dặn cái đây là cái bột. Mặt trên đẹp. Mặt dưới có hàng, có dấu hàng ở đây nha. Có dấu hàng ở đây. Anh em nào lấy cây bô này, bây giờ sẽ tháo bịch chân con như rớt cái cục máy xuống nha. Con tử da heo. Quay mỗi ốc này ra giờ rồi. Thank you.
là nhiều anh em lấy cục máy xuống rất là khó khăn nha. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây có hai con ốc nè. Hai con đúc hết rồi, teo hồi chút xíu thôi. Rồi, đúc con trên ra trước. Con dưới rộng rồi đó. Đó. Cái vỏ đạp này nó cạ vào đây nó xuống. Rồi, xong phần một máy. Máy vô đó mình nghỉ ngơi. Mình sẽ mở những cái lặt vặt nha. Mở những cái lặt vặt. Rất là đẹp nha. Lập gió bò tử. Hai cần cái này. Mình xăng bự thì dễ rồi, mở bốn ngóc xung quanh là rút rồi. Rất là đơn giản nha. Bình xăng đẹp nha. Benzin vẫn còn. Không có chảy xăng này nọ. Trời ơi nhớ nhớ. Tiếp theo là tháo cái đầu. Tháo cái đầu. Có đèn pha đẹp. Ai mua bộ dây điện liên hệ nha. Những anh em nào cần lấy bộ dây điện liên hệ giúp mình.
chiếc cái đây bộ ghi đông bàn thờ sẽ lẻ từng món nha, không có bán nguyên bộ, ai mua nguyên bộ thì mua nguyên bộ. Tất cả đều là kêu vệ sinh hết. Từng ngày sau cơn mưa vỡ sông, cần món nào gọi trực tiếp nhắn Zalo giúp mình nha. Ok, bây giờ sẽ mở cái sổ khỉ ra là mở con ốc chính giữa với hai ốc hai bên. Cổ đẹp, không có nứt, nó gắn cho 78, 50, 70 xài chung, 78, 50, 70 xài chung nha. Cái đầu chữ A rất là đẹp. Hello. Chạy ngon, nếu mà có bình xăng sẵn thì anh đổi cái nắp cho nó sao.
hiện trong đây thì anh hay mua nguyên cục máy rồi. Ngắt đi cá không bán, mua bán thì cục máy à. Cái cầm cặp cầm trong công tắc 1.7 triệu. Dạ. Bao tử thì có, mình sang con này không bán riêng được, nó bán đi cũng bán chung. Cặp bánh bánh dinh nha, alo. Thank you.
xe còn luôn mới ghê lắm. Rồi, nó quay lại tấm cộm, tấm hợp lại tất cả những món anh em lựa món nào nha. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh sạch sẽ hết rồi sẽ quay lại lần hai. Giờ coi lần cuối cùng. Đây cặp đầm nè. Đó. Niền nè. Cặp bánh trước với cặp bánh sau. Đây. Gắn cặp bánh thì nó chung đời cho 78 cánh én, 81 đời đầy đầu. Ê không lộn, 81 không phải, 78 với cánh én nha, 78 cánh én chung. Những tất cả những đời đầu đam rồi đó xài chung hết. Cặp phụ. Đó. Bây giờ mình đi vệ sinh nha, vệ sinh rồi lên từng cái. Mới rã xong rồi. Đó. Anh em cần món nào cứ đặt nha. Vệ sinh xong rồi có hình. Lại một bình thường xi nhan vàng đó đẹp chưa hàng gấp gấp đẹp chưa hàng nha. Cắt dầu gà nè đó. Dầu gà bao xài tốt nha. Giờ dặm đập thắng đặc biệt nó dẹp nè các bạn. Đời đầu á 78 cánh nén 78 đời sau là hết rồi. Thấy 78 đời đầu nó mới dẹp nè hả, cánh nén đam rồi đó, dành cho nó mới đúng đời 67 rồi đó. Đây nè 67 nó cũng đúng luôn nè. Chống đứng nè, cặp cùm. Là cổ đẹp cà phổ thì sinh xong là bá cháy của chết rồi trong nghiêng các máy sườn sườn đẹp nha, màu xanh to. Dây điện, cặp cốt, dây điện nè, dây điện không đứt cộng nào đâu nha, nguyên viên rất đẹp luôn. Đó, dây điện, hòa bò tử, còi kêu nha, còi kêu tốt nha, chữ A, hộp xích, xích đẹp quá. Cái khóa, bộ khóa. Chốt đèn pha đẹp, điện đẹp, yên, yên đẹp hết, lủng lỗ đây nè, đó, còn lại da bằng zin nha, da bằng zin, qua gà, rồi, ok, bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, anh em cần món nào, gọi trực tiếp nha, gọi trực tiếp giúp mình, đặt hàng trước, tất cả đều hàng đẹp hết nha các bạn, rửa xong sẽ lên hình lần hai cho các bạn nha.